Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đến với nhanh đường trực tiếp tại sân bóng đá Suy An Sport để theo dõi trận cầu giao hữu sân 7 trong buổi chiều tối hôm nay của số tài của cầu thủ Hồng Duy Lên và cầu thủ KM FC. Thì với lần trận đấu này thì cầu thủ Hồng Duy Lên sẽ thi đấu với trang phục trắng xanh với bộ này trang sử thành ở bên phía cánh phải, trong khi đó trang phục đỏ đen sẽ là trang phục thi đấu của cầu thủ KM FC. Và tất nhiên rồi họ sẽ trang sử thành ở bên phía cánh trái trước màn nhỏ của quý vị. Những lời tiếng còi đã cất lên và hiệp một của hai đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu. Rất nguy hiểm, tình huống dứt điểm ngay và đó là pha ghi bàn dành cho cầu thủ KM FC. Người ghi bàn là cầu thủ màu số 14. Bill Sudion là người đã khai thông trận đấu này dành cho cầu thủ áo đỏ với một tình huống đặt lòng và khiến cho thủ thành của cầu thủ Hồng Duy Lên không có cơ hội thứ hai để cản phá. Đó là cú dứt điểm từ xa nữa. Tỷ số đang lên là 2-0 dành cho cầu thủ FC KM. Phải đó lại là cú đúp dành cho Bin Sudio. Ra chân của số 14 một lần nữa thử thách về mảnh lưới của đối phương. Những cú ra chân rất uy lực của Bin Sudio. Đó giúp cho cầu thủ của FC KM đã nhân đôi khoảng cách. Đó là Bin Sudio. Và phản công của số 7 Quỳnh Phương vẫn có bàn thắng hay chẳng. Cú dứt điểm từ cánh phải của Quỳnh Phương. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên là 3-0 dành cho cầu thủ FC KM. Lần này đó là nỗ lực của số 7 Quỳnh Phương. Làm gì đây? Bóng hay, nguy hiểm quá. Lại có bàn thắng nữa rồi. Lần này là ra trận dành cho cầu thủ màu số 4 nữ thắng của cầu thủ FC KM. Nó được thực hiện một cách khá mạnh. Bóng đã vượt tầm kiểm soát của thủ thành đối phương và có bàn thắng thứ 4 dành cho cầu thủ áo đỏ. William vẫn có bàn thắng thứ 5 dành cho cầu thủ của FC KM. Lần này người ghi bàn đó là cầu thủ màu số 15 Minh Nhân. Cú này ưu tú bất ngờ đã khiến cho thủ thành của cầu thủ Hồng Duy Lên có thể can thiệp vào bóng vừa rồi. Họ đã hỗ trợ nhau để đánh chặn khá hay. Đó lại là Nhân. Quý hiểm quá, đây rồi. Lại là bàn thắng nữa dành cho cầu thủ FC KM. Sau một loạt những pha ban bật, Bé Bùng là người đã có bàn thắng thứ 6 dành cho cầu thủ FC KM. Đồng đội đã có một pha. Xoay sở dành cho số 2 bên phía cầu thủ KM. Bây giờ thì họ có thể xoay chuyển đội hình của mình một cách thoải mái. Bóng bật ra, hai cú nhồi bóng liên tiếp. Chứng lại một thời gian khá lâu và bây giờ thì cầu thủ KM tiếp tục ghi bàn. Bóng đã bật ra quá mạnh và khiến cho Thoành Vĩ Văn không thể xử lý gọn gàng. Rất nhịp nhàng. Chân cháy. Vẫn có bàn thắng dành cho cầu thủ của FC KM. Pha xoay người dứt điểm rất nhịp nhàng. Thực sự thì đây là một cuộc so tài mà cầu thủ áo trắng xanh đang gặp khó khăn quá nhiều.
khi mà đối thủ của họ vẫn luôn biết cách để có thể tỏa sáng. Và đây là lần thứ đó là Bin vẫn cần trạng thái thi đấu của Kaito SCB vẫn chứng tỏ là chưa muốn dừng lại. Cơ hội của Duy Gia Lai, cuối cùng có bàn thắng dành cho cầu thủ Hồng Duy Lan. Đến từ một người quan trọng, cầu thủ ma số 8, Mốt Duy Gia Lai. Lần này thì đã có khoảng trống nhiều hơn, cơ hội rõ ràng hơn và bàn thắng đến. Chúng ta phải chờ rất lâu cho trận cầu này và phải chờ đến hiệp đấu thứ hai mới có pha lập công dành cho cầu thủ Hồng Duy Lan. Bởi một pha không? Sau bàn thắng vừa rồi thì người anh em tấn lộc ngay tức khắc là Duy Gia Lai mãi đỉnh. Ở Gia Lai thì rõ ràng là trên đỉnh rồi. Nguy hiểm quá. Một pha đâm vào góc thẳng thành bàn của cầu thủ bên phía SCK Mè. Người ghi bàn đó là cầu thủ Mao số 2. Lại có bàn thắng nữa. Đá phạt góc và có bàn thắng thì đó là một bàn thắng cần phải có clip và cần thiết thì sân đấu mới được đưa vào khai thác. Sẽ phục vụ cho anh em đam mê bộ sân bay và hạng mục sân đập đạt chuẩn. Mọi chi tiết anh em có thể liên hệ qua số hotline như là để trên màn hình. Nguy hiểm và ghi bàn tốt dành cho cầu thủ Mao số 1 Huy Nhỏ. Lần này thì Huy Nhỏ đã giúp cho cao thủ của Hồng Duy Lên có bàn thắng. Đó là bàn thắng thứ hai. Tỷ số được rút ngắn cho cao thủ Hồng Duy Lên. Mọi chi tiết anh em có thể liên hệ qua số hotline như đã để chạy ở giữa màn hình, đó là 0749 và 4079. Và cả số Zalo nữa. Tiếp tục có pha làm công nữa dành cho cầu thủ Hồng Duy Lan. Lần này người ghi bàn đó là cầu thủ Mao số 17, Duy Đức Sĩ. Hệ thống phòng ngự của cầu thủ SCB vừa rồi đã bỏ quên mất Duy Đức Sĩ ở cánh trái. Hai bàn thắng đến liên tiếp dành cho cầu thủ Trang Xanh. Bóng sân được cầu thủ Mao số 7, Thiên Trung. Phần bóng của cầu thủ Trang Xanh, Thiên Trung. Cơ hội, đây rồi. Tỷ số được rút ngắn tiếp nữa dành cho cầu thủ Hồng Duy Lan. Lần này đó lại là tình huống ghi bàn của Duy Lực Sĩ. Cú đúp dành cho cầu thủ Mao số 17. Một pha tấn công hay. Người mới vào sân Thiên Trung đã có một điểm nhấn ở tình huống vừa rồi, khi chính kệ là người đã chia bài cho đồng đội để ghi bàn. Trần Trái, tình huống rất gọn gàng. Trần Phục bàn thắng cho cao thủ SCKB có lưới của đối phương. Đó là một cú sửa bóng ở cự ly khá xa nhưng vẫn thành công cho số 15. Người hai thủ môn đang trổ tay và đều là những pha phản xạ vừa đủ để có thể cứu thua cho bên lưới của mình. Huỳnh Sơn đây rồi, pha làm bàn tuyệt vời, nó dường như là một siêu phẩm. Nào anh em hãy nói cho tôi biết đây là xoáy gì đây, rõ ràng không phải giấy rồi. Mà giấy này thì phải là giấy bạc, giấy đô. Một bàn thắng thực sự rất đẹp mắt của Huỳnh Xoay. Xoay sở và sau đó tìm điểm tiếp xúc bóng một cách gọn gàng, tình huống đặt lòng từ xa. Ghi bàn thắng 5 cho cao thủ Hồng Duy Lan. Cú dược. Cú qua bên kia. Như vậy lại có bàn thắng nữa dành cho cầu thủ FC Kemer.
Lần này đó là bàn thắng của Huy Thắng. Số 4 đã có được cú đúc cho riêng mình trận đấu này. Thua bóng của anh Vương. Như vậy đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu ôm của cao thủ Hồng Zealand và cao thủ FC Khmer tại sân bóng đá Suy An trong buổi tối gần đây. Chiến thắng 14-5 dành cho cao thủ của FC Khmer. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ít phút trước khi trở lại với trận đấu tiếp theo trong buổi tối gần đây tại Suy An Sport, trận đấu của cao thủ FC Nhật Dư và anh em Deco.